cũng là bàn tay hình chữ nhất. Hôm nay em xem em coi cho hai người bàn tay hình chữ nhất rồi. Mà phần lớn người sở hữu bàn tay chữ nhất sẽ là người phụ nữ không có tiếng nói trong gia đình, bị chồng chà đạp, chồng coi thường, không tôn trọng. Đấy, ở với chồng tưởng như thế nào, ở với chồng toàn là trời ơi đất hỡi không đâu, toàn bị coi thường thôi. Ông chồng chị sẽ là người nóng tính, bảo thủ, cố chấp, ngang ngược, không coi ai ra gì cả. Anh em người thân ông nó cũng chả coi ông nó ra gì, ông nó cũng chả coi người ta ra gì, chứ đừng nói đến chị. Nhiều người người ta ghét ông này lắm. Bởi vì tính ngang ngược của ông ấy, ngang ngược, nóng tính. Nhiều khi sai 10-10 nhưng mà chả bao giờ nhận đâu. Đấy, gia trưởng, cái tính gia trưởng nó hằn trong bản thân rồi. Vì thế là vợ con chỉ có khổ thôi. Chị chịu khổ bao nhiêu năm nay rồi đấy, có đúng không? Chính xác rồi. Quá đau khổ. Thế trong buổi coi ngày hôm nay đây, chị muốn coi vấn đề gì đây? Em nói là chuyện vợ chồng có thể là thay đổi được không? Hay là hai người hảo vọng như thế nào? Hai tuổi này thì đố chị bỏ được ông này đấy. Ông này ông không buông tha cho chị đâu. Chị chỉ cần nói hai từ chia tay ly dị thôi là ông này ông không bao giờ buông tha cho chị đâu. Phá chị cho tới cùng thì thôi, hiểu không? Không ăn được thì đạp đổ, hiểu không? Phá, quậy. Cứ phải chịu cái cảnh khổ này mãi. Không thay đổi được. Đúng rồi, không thay đổi được. Cứ phải chịu cái cảnh khổ này mãi. Chị mắc nợ ông này rồi nhé. Vậy là phải trả. Đúng rồi, nợ thì phải trả. Trả cho hết rồi mới thôi. Còn nợ còn nhiều lắm nhé, chưa trả hết đâu. Hai đứa con xe vậy. Đọc ngày tháng năm sinh các cháu đi. Đứa lớn là ngày 19 tháng 1 năm 2012 dương lịch. Ở Nhâm Thìn, trai gái. Đọc đứa tiếp đi. Đứa nhỏ là ngày 25 tháng 4 năm 2016 dương lịch luôn. Trai gái. Trai luôn à? Ừ, hết chưa? Hết rồi, hai đứa. Hai đứa thì cố gắng tạo điều kiện cho các cháu theo con đường học hành thi cử nhé. Cố gắng. Rồi sau này có điều kiện cho các cháu đi lao động nước ngoài thì tốt. Cho nó đi xa cái đất này đi. Để ở trên đất này làm ăn có được đâu. Cố gắng cho nó học thật tốt. Tạo điều kiện cho các cháu rồi cho nó đi xa đất này đi. Xa cái tỉnh thành này đi. Còn cứ ổ bám trên đất này thì không khá nên nổi được. Nó học toàn những cái thói hư tật xấu không đâu. Rồi nó ảnh hưởng bởi chồng chị đấy. Nhiễm tính đấy, hiểu không? Nhiều khi một cái đứa trẻ sinh ra nó đã ngoan, nó như tờ giấy trắng. Nhiều khi nó nhìn cái hành động của bố nó, hiểu không? Chửi mẹ nó, rồi những cái hành động nó không tốt. Nó cứ tưởng đó là cái chuyện bình thường, hiểu không? Rồi nó học theo. Nó hư theo thì còn sao nữa. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vì thế cố gắng làm sao cho các cháu học rồi mà thoát đi, đi xa khỏi cái đất này, không ở với ông này nữa thì nó mới có tương lai được. Chứ càng ở với bố nó thì nó học hết những cái hư, thói hư tật xấu của bố nó thôi. Rồi sau này nó có lấy vợ, nó có kết hôn rồi, rồi cũng vợ nó lại khổ thôi. Trong hai cháu, cháu nào có tương lai hơn ở đây? Cháu thứ hai, 2016 nó khá hơn. 2016 nó khá hơn. Còn đứa 2012 thì cũng trung bình nhé. Nói chung là tạo điều kiện cho hai cháu theo đường học vấn. Đúng rồi, cố gắng tạo điều kiện, cố gắng hết sức nhé. Và cho nó thoát đi nơi đất này đi nhé. Nói chung về tài chính của hai vợ chồng đủ ăn. Đủ ăn là may. Giật gấu vá vai, bữa no bữa đói, bữa no bữa thiếu. Hôm nay đặt lịch coi chắc là không phải giấu chồng đúng không mới coi đúng không? Chính xác, bởi vì chồng không có tin những việc này. Thì ông ấy là người bán bổ thần thánh mà, coi thường tất cả mọi người xung quanh. Ông ấy là nhất mà. Ông có tin về cái gì đâu. Ông này cũng uống nhiều rượu đúng không?
nát rượu. Vậy trong cái ngày tháng năm sinh của ông ấy có số nghiện rượu, nát rượu. Và sau này ông bệnh tật nhiều lắm. Sao mà thay đổi được, uống rượu nó sướng miệng làm sao mà thay đổi được. Đấy, mà tỉnh thì không sao, lúc say vào là phá nhà phá cửa đi. Khổ quá khổ đấy. Ở cái vùng thôn quê làm xong mệt mỏi chỉ có biết làm bạn với chén rượu thôi chứ biết làm bạn với ai, không có lấy một cái niềm vui. Và cái nhậu vào say bí tỉ vào đó bắt đầu là có những cái lời nói, có những cái hành động nó không có đúng chuẩn mực, nó bắt đầu là chà đạp anh vợ con. Ông này sau này bệnh tật đi sớm thôi, cẩn thận các bệnh về dạ dày này, các bệnh về về gan này nhé. Thầy có thể coi cơ thử coi sức khỏe với tuổi thọ thế sao thầy? Tuổi thọ ai? Của tôi đó. À, của chị, của chị thì còn dài, chị không phải lo nhé. Những người sống khổ đấy, số khổ thì thường đóng phim dài tập. Còn những đấy, số khổ thì còn sống dài để chịu khổ nhé. Trả lời cho chị biết, đường thọ của chị còn dài. Còn ông chồng này 1980 chắc gì ông này sống được đến 55 tuổi. 10 năm nữa chắc gì đã sống nổi. Bởi vì có nghe theo ai đâu, chả nghe theo ai hết. Vợ con khuyên, anh chị em khuyên thì toàn gạt qua một bên. Rồi cũng đi sớm thôi. Bệnh nó cấp lên, nó bắt đầu là thuốc thang chạy chữa lúc đó cũng chả kịp đâu. Bởi vì uống lâu lắm rồi, nó tích tụ bao nhiêu năm rồi nhé. Cái nói chung là vợ chồng nói chung giúp không được các bạn, không dứt được, không có cách nào mà dứt nổi. Phải ở vậy. Hôm nay đặt lịch, hôm nay là vị chị là vị khách thứ hai, cũng vừa xem cho một chị ở Sài Gòn, số vất vả. Đấy, chồng suốt ngày cũng chà đạp, ý như chị cũng có bàn tay chữ nhất này luôn. Bây giờ chị là người khách tiếp theo thì cũng khổ như vậy luôn. Gương mặt của chị thì mặt xương sẩu rất nhiều. Đấy, mặt của chị xương nó lộ lên, nhất là xương quai hàm. Tiếp theo là môi chị hơi thâm, thái dương chị bị lõm, đó là tướng khắc chồng. Đấy, đây là nhân quả nghiệp báo. Đấy, do kiếp trước chị mắc nợ ông này, chắc là gây thù chuốc oán nên kiếp này phải lấy phải ông này, bây giờ trả nợ thôi, đứng ra mà gánh mà trả nợ thôi, chứ còn sao nữa, chịu đau khổ thôi. Trả nợ là làm sao? Trả nợ có nghĩa là có nợ là phải trả, mà trả trong đau khổ, hiểu không? Không dứt được ra, hiểu không? Biết là đau khổ đấy, biết là buồn đấy, nhưng mà không dứt được ra, bởi vì mắc nợ nhau làm sao mà dứt được. Khi nào hết nợ rồi bắt đầu mới thôi nhé. Giờ còn vẫn còn nợ nhiều lắm, chắc phải chục năm nữa. Lúc tôi muốn bỏ đi lắm, nhưng mà nói chung là nghĩ con cái nên không có đi được. Mắc nợ đấy, mắc nợ đấy. Đấy, đau lắm, khó chịu lắm, nhưng mà không cách nào dứt ra được. Đó là mắc nợ nhau chứ còn gì nữa. Cũng ví dụ có một cái cặp vợ chồng này đẻ ra một cậu con trai, nuôi nó lên năm 18 tuổi, thì từ năm nó bé nó biết nhận thức, bắt đầu năm 18 tuổi nó chơi bời phá tán, nghiện hút, trong nhà nó bán hết sạch đi, đến cái tivi cuối cùng nó cũng đem đi bán. Nhưng mà ông bà, tức là ba mẹ của cái đứa này đấy, vẫn thương nó, vẫn lo cho nó, mắc nợ chứ còn sao nữa. Dù biết nó bất hiếu đấy, dù biết nó không ra gì đấy, nhưng vẫn phải lo, vẫn phải bao bọc. Bởi sao? Mắc nợ nhau. Có cách nào mà có thể là giúp cho chồng thay đổi được hả? Thay đổi à? Đỡ thôi, chứ hết thì không hết hẳn được. Bớt thôi. Cái này có thể làm lễ hóa giải, hóa giải cái tuổi Mão hay tuổi Thân này đi, cho nó bớt đi. 10 phần đỡ được khoảng 7 phần, chứ hết hoàn toàn thì không hết được.
lẫn ngày thầy làm luôn đó mà. Dạ đúng rồi. Muốn làm thì yêu cầu họ tên của chị, họ tên của chồng, ngày tháng, địa chỉ, số điện thoại, em sẽ làm cho. Thứ hai nó có thể đi xuất ngoại được không thầy? Ai đứa nào? Cái đứa ngày 25 tháng 4 á. Đi được, xuất ngoại được. Ờ, xuất ngoại được, đi được. Trong năm nay, nói chung là cái tháng nào tôi cần phải kiên cử thay gì không thầy? Chả cần kiên cử gì hết, cố gắng giữ gìn sức khỏe tốt là được rồi. Con cái thì được nhờ đứa thứ hai nhiều hơn, đứa 2016 nhiều hơn nhé. Không biết sao nhưng mà hiện tại nó ngon. Cái đứa nào tính cách của nó như thế nào thầy? Giống bố đó. Chính vì thế là sao? Nãy giờ em dặn đâu có thừa. Cố gắng cho nó đi thoát ly ra nhé. Đừng để nó sống chung. Đủ tuổi cho đi thoát ly, đi học xa, làm xa nhà thì tốt hơn nhé. Ở gần nó nhiễm đấy nhé. À, thầy bố mẹ ruột của tôi. Bố mẹ chị năm nay thì vẫn bình an, sức khỏe vẫn tốt nhé. Vẫn còn thọ dài lắm, yên tâm đi nhé. Cảm ơn thầy. Và chào chị.